Ok, chào con, super phê, thương quá. Thầy có thể lý giải cho con rõ là cái hành động mà kính trọng các vị sư ở bên Sri Lanka như vậy là mang ý nghĩa như thế nào thầy? À, thường là giống như thờ Phật á, là cái người dân, người gặp Đức Phật họ sẽ đụng tay, họ vào cái chân của Đức Phật. Thì các sư cũng là đệ tử của Đức Phật, là con của Đức Phật, nên là họ cũng sẽ giữ cái truyền thống đó. Tức là cai họ sẽ đụng vào chân của Đức Phật và đảnh lễ. Cho những ai đến con mẹ, đến con mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ nhìn con em đi, như đóa hoa con mặt trời. Sau khi tặng quà tại Thiền viện Trúc Lâm thì bây giờ mình cùng với thầy sẽ ghé thăm vào một cái hộ dân ở lân cận ở Thiền viện, thì mọi người sẽ thấy được rằng là cuộc sống sinh hoạt của người dân Sri Lanka như thế nào. Hai năm trước khi mà mình đặt chân đến đây á, thì gần như là xảy ra tình trạng là săn á, phải xếp hàng dài để có thể mua, rồi tất cả các cái vật giá đều vô cùng đắt đỏ, và thậm chí là mọi người luôn luôn nói với nhau rằng là sẽ phải tiết kiệm tối đa. Chẳng hạn như là cứ 2 ngày mọi người sẽ cắt bỏ đi cái phần ăn một lần. Thì hiện giờ thực trạng cuộc sống của bà con ở đây, tình trạng mà sau khi vỡ nợ vẫn đang tiếp diễn như thế nào thầy? Thật ra là tiếp theo vỡ nợ thì là lạm phát, vật giá thì căng cao. Nên là cái đời sống của người dân, lương thì không cao, lương thì không có lên. Nhưng mà vật giá từ rau, củ, quả... và tất cả mọi thứ là đều tăng gấp 2, gấp 3 lần. Nên là cái đời sống vô cùng khó khăn. Hiện giờ thì con có đi ngang qua một cái thì con thấy là giá xăng hiện giờ là đã 1.5 đô rồi. Cao hơn ở Việt Nam rất nhiều. Rồi giá gạo thì khoảng 30-40 ngàn một ký tiền Việt Nam. Thì so với cái chi tiêu ở Việt Nam thì có lẽ là cao hơn. Nhưng mà không biết là mức thu nhập ở đây có thực sự cao hơn ở Việt Nam không? Theo thầy được biết thì ở đây thì cái mức lương trung bình là khoảng 100-150 đô một tháng cho một người. Vậy là gần bằng cái mức thu nhập ở vùng nông thôn ở Việt Nam mà. Xem. Tại vì họ ăn cơm, có biết là ăn cơm với những cái món ở nhà họ có những cái rau củ hay là cà ri thì họ sẽ sử dụng. Nhân tiện này thì mình vào nhà gia đình bà con ở đây mình thăm á. Thầy có thể giới thiệu cho quý vị được rõ là cái nếp sinh hoạt ở đây, không gian sinh hoạt và bếp núc của họ như thế nào nha thầy. Mình ghé vào gia đình này. Đây là cách mà bà con kính trọng sư của bác anh chị. Đi mình lên đây cái. Ok, super. Đây, come. Cô này là chủ nhà. Chủ nhà. À vậy đó hả? Ok. Con, mời con. À, đây. Ok, chào con, super phê, thương quá. Thầy có thể lý giải cho con rõ là cái hành động mà kính trọng các vị sư ở bên Sri Lanka như vậy là mang ý nghĩa như thế nào thầy? À, thường là giống như thờ Phật á, là cái người dân, người gặp Đức Phật họ sẽ đụng tay, họ vào cái chân của Đức Phật. Thì các sư cũng là đệ tử của Đức Phật, là con của Đức Phật, nên là họ cũng sẽ giữ cái truyền thống đó. Tức là cai họ sẽ đụng vào chân của Đức Phật và đảnh lễ. Và họ phải tháo giày dép ra hết. Đúng rồi, họ phải tháo giày dép, đó là sự cung kính. Đây, gia đình này thì có hai anh em, thì cái người anh là người em bây giờ đi làm rồi, còn người anh là bị bệnh. Đây là người em, người anh trong nhà. Mấy năm trước khi mà vỡ nợ bắt đầu á thì đời sống rất khó khăn, và bây giờ thì trải qua mấy năm mọi thứ cũng đang vô cùng tiếp diễn. Và đây là căn nhà của một người dân Chào Sri Lanka. Các bạn chị thấy cái gì? Xin chào.
Ở đây thì gia đình này có em bé không thầy? Có bé nhỏ đó. Con Super Pe. Cô thì đây gia đình của cô. Nhà cô thì là mai mặt, là mai mai gia công á. Con được biết là người dân Sri Lanka có một cái giai đoạn gặp khó khăn á, thì mọi người có một cái xu hướng là đi làm ở các nước khác. Và con đọc một số báo cáo thì thấy là người dân Sri Lanka một cái tỷ lệ bị lừa đảo lao động quốc tế, buôn bán người, rồi cưỡng bức lao động ở nước ngoài rất nhiều. Không biết là ở xung quanh chùa mình ai cũng đã từng có ý định đó và ai cũng đã từng có cái việc đi xuất khẩu lao động chưa thầy? Rất nhiều luôn. Ở đây là đa số là họ sẽ đi xuất khẩu lao động. Phong nhớ là cái gia đình mà Phong xây nhà không? Dạ. Gia đình là có 4 đứa em nhỏ đó, là bây giờ mẹ cũng đi xuất khẩu lao động. Và cái vùng này đi xuất khẩu rất là nhiều, tại vì hiện tại là cái đời sống họ không có đủ đó, nên là họ phải đi lao động. Mà thường họ bị giống như Phong nói đó, là bị lừa ra qua bên đó và không có việc làm. Và đi giờ cũng đi về cũng không có đủ, không có cái tiền vé để về nữa. Nên là chứng kiến rất là nhiều cái câu chuyện đau lòng như vậy. Phần lớn là bà con ở bên Sri Lanka thường đi quốc gia nào để làm việc thầy? Thường họ đi các nước Hồi giáo. Giúp việc nè. Đa số là giúp việc rồi làm công việc nặng. Cái nếp sinh hoạt bên này có khác biệt so với văn hóa Việt Nam nhiều không thầy? Khác biệt nhiều. Thì Phong thấy là cái đời sống của họ rồi đến cái sinh hoạt của họ sẽ khác so với người Việt Nam mình rất nhiều. Yeah. Đây là nhà của cô đây. Cứ can see your home. Đây, mời các bạn đây. Đây nhà của cô. Very clean. Yeah. Đây. Nhà rất là gọn gàng ha. Chắc là đông người lắm nè, mới chia ra đây. Rất nhiều phòng ngủ. Mọi thứ đều rất là ngăn nắp và sạch sẽ ha. Ẩm thực chính của người dân Sri Lanka là những cái món nào thầy? Tức là họ sẽ ăn những cái món cà ri. Và con biết là cái này là cái đồ mà để họ nạo dừa ra rồi họ cà là đấy, dừa nè. Đây là dùng cái này là nạo dừa ra và làm thực phẩm chính. Thực ra là nạo dừa nhưng mà cái này là để mình mà ớt nè, mình bằm tỏi ớt đâu á con. Đây nè, đây là cái khu này. Cán nhuyễn ra. Đây mọi người thấy là phần lớn là bà con ở đây là hay sử dụng cà ri. Cà ri, bột cà ri để làm thực phẩm chính. Nhà đây. Sạch sẽ quá ha, gọn gàng. Nhà này có sử dụng ga nè. Ga hiện giờ là đang được cho là một trong những cái thứ đắt đỏ nhất ở Sri Lanka. Đúng rồi. Giá ga hiện giờ thì tăng hơn so với đợt trước khi khủng hoảng á là mấy lần thầy? Một bình ga là khoảng 5.000 ruby. 8 nhân 5 là 400 hả? 400.000. 400.000 một bình. Wow. Cao hơn Việt Nam nhiều. Dạ. Yeah. Đây là một phòng như thế này. Một thứ gọn gàng. Ngăn nắp ghê luôn á. Hôm nay thì mình đến mình gửi một ít quà. Chắc nhờ thầy gửi. Đây quà đâu con, quà đâu. Dạ. Mình lên nhà trên luôn hả thầy? Không hiểu tại sao ở Sri Lanka mọi người rất thích màu sặc sỡ ha. Cho nên là quần áo trang phục và mẹ con cảm đi. Dạ. Nhà này thì có một bé đúng không? Dạ một bé, dạ. Có lấy một cái phần cặp luôn con ơi. Đây, cầm. Thôi cho chú này đi, chú này cùng với bé luôn đi. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Là các bạn người Sri Lanka nè. Mọi người có thể nhìn thấy cái ánh mắt, màu da. Và một điều thú vị nữa là các bạn có khả năng nói được tiếng Việt và thậm chí là hát được những cái bài hát tiếng Việt. Và bây giờ thì Phong sẽ trò chuyện với các bạn nha. Bây giờ thì mình hỏi thử một vài câu cơ bản thôi, vì các bạn vừa mới được học tiếng Việt khoảng hơn 2 năm nay thôi. Và mình tin rằng khoảng vài năm nữa khi mà mình có mặt tại Sri Lanka thì các bạn ở đây có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương. Ở đây thì các thầy ở chùa Trúc Lâm á, có những thầy thì ở ngoài Bắc, có những thầy ở miền Nam, cho nên các bạn sẽ hiểu được ngôn ngữ
giọng miền Bắc và giọng miền Nam luôn. Và bây giờ chú hỏi các con nha, con có khỏe không? Con cười lắm. Con khỏe lắm. Bây giờ con có thể giới thiệu tên của mọi người ở đây nha. Con tên gì? Con tên là Lâm Thuệ. Con tên là Lâm Vũ. Con tên là Trúc An. Trúc An. Yeah. Con tên là Trúc Mai. Trúc Mai. Bây giờ chú sẽ hỏi con nha. Con tên là Lâm Vũ, đúng không? Con tên là Lâm Thuệ. Lâm Tuệ. Lâm là gì? Lâm là rừng. Thuệ là trí tuệ. Rừng trí tuệ. Còn con tên là Lâm? Lâm Vũ. Vậy thì Lâm Vũ là gì? Lâm là rừng. Vũ là mưa. Mưa trong rừng. Mưa trong rừng. Ở đây là một cái địa danh mà mình không biết là xã ở đây là xã tên gì. Bây giờ mình hỏi bé thử. Con, nhà con ở đâu? Nhà con nhà đến là Abukute. Abukute. Đây là khu vực Abukute. Và nhà con bao nhiêu anh chị em? Một. Một. Anh con đâu? Anh brother. Anh ở chùa. Anh ở chùa. Anh đâu? Chỉ anh đi. Anh đâu? Anh trai đâu? Anh ở đâu? Anh là ở chùa. Ở chùa. Rồi. Bây giờ thì các bé ở đây á, mọi người sẽ thấy là gần như là có khả năng nói được tiếng Việt và hát được luôn. Thì cho chú hỏi là con thích hát bài gì? Con thích hát bài gì? Bài hát yêu thích. Những cái bài mà con hay hát bằng tiếng Việt. Con bạn nào rành tiếng Việt hơn một xíu á, dịch giùm cho bạn đây. Hỏi giùm con thích hát bài gì? Dạ, con thích hát bài Nì yêu cô bác cô. Như có bác Hồ. Rồi bài gì nữa? Nếu có bác Hồ trong này vui đại tăng, lời bác này đã tận chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh dân trộn bên non sông, 30 năm đơn chữ còn và cân chính đã tấn công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Ok em ơi. Hay quá. Rồi bây giờ là các bạn, bốn bạn ở đây thì bốn bạn hát được bài hát nào? Có thể hát tặng cho chú một bài đi. Bài nào có thể hát chung được? Hát chung một bài. Mẹ yêu nha. Hay là bài bông hồng cài áo. Bông hồng cài áo. Ok. Rồi, bây giờ thì mời các con hát bài bông hồng cài áo đi ha. Đây là một cái bài mà đáng lẽ ra mình rất là khó thuộc. Kể cả bản thân mình khi mà hát bài bông hồng cài áo thì không có cách nào thuộc hết tất cả ca từ, tại vì lời nó rất là dài nha mọi người. Bây giờ thì các bé hát không sai một từ nào hết trong bài bông hồng cài áo. 1, 2, 3. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những người, cho những ai đến con mẹ, đến con mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ nhìn con em đi như đóa hoa con mặt trời, như trẻ thơ con như cười, như đại mình con lên con thêm, như bầu trời điều ánh sau đêm. Mẹ, mẹ là giòn rũi dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bông hoa trên cao, là mắt sáng trên sao, là ánh đường trong đêm khi lạc lối. Mẹ
là lộn miếng nhót nhào. Mẹ, mẹ là nơi chuối buông cao, là tiếng xe đêm tàu, là nắng nắng nhưng đau, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ con biết thay con, biết gì, biết là con thương mẹ hay con. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Cảm ơn nữa, biết cảm ơn nữa mọi người. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thành phố Kandy, một thành phố rất lớn nằm ở giữa trung tâm quốc đảo Sri Lanka. Mình tin rằng là có rất nhiều người sẽ biết đến Sri Lanka là một quốc gia theo đạo Phật. Và mình tin rằng mọi người nếu như có dịp đến Sri Lanka thì đến một ngôi chùa rất nổi tiếng ở đây, ngôi chùa Xá Lợi Răng Phật. Ở đó có một quốc bảo, đó là cái răng của Đức Phật Thích Ca sau khi Niết Bàn được lưu giữ tại đây. Và ngay tại ngôi chùa Việt Nam á, các bạn nhỏ ở đây có thể nói được tiếng Việt rất là sành sỏi như vậy. Thì mình hy vọng rằng các bạn, mọi người đến Sri Lanka có thể ghé ngôi chùa này để cùng chứng kiến được những cái điều thú vị tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì tụi con chào tạm biệt đi nha. Xin chào như thế nào? Bye bye, tạm biệt. Tạm biệt. Lại nè, bye bye, tạm biệt. Bye bye, tạm biệt. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Ok, cảm ơn tụi con nha.